Xin chào tất cả các bạn yêu đàn nhị. Ngày hôm nay tôi xin được test một dòng sản phẩm đàn nhị cao cấp dành cho một bạn ở bên Nhật Bản. Vâng, tôi xin đập hộp nó. Thì đây là ngoại hình của nó, đây là chiếc bao của nó. Chiếc bao rất rất là đẹp, màu đen, vải kiểu dạng như kaki nhé. Đó. Đây, bên trong của nó đây ạ. Trong của nó đây, nó như này thì nó gồm có một cái gọi là dạng như kiểu là một cái hướng dẫn theo kiểu Trung Quốc, chỉ ngón một, ngón hai, ngón ba, kiểu kiểu dạng như vậy. Một đôi dây sơ cua, dây trong và dây ngoài sơ cua, một bộ dây, một cái khăn lau rất là đẹp. Khăn này lau mặt chắc sướng lắm này, bởi vì là cái vải này nó nhung nhung mịn mịn đấy. Đấy. Một chiếc vĩ đàn. Một chiếc đàn. Nhựa thông. Ngựa đàn. Ngựa đàn và cái trống rè. Rồi, bây giờ bắt đầu đi đến ngoại hình cây đàn nhá. Cây này xin giới thiệu với các bạn, nó là gỗ chắc nhá. Loại rất đẹp luôn. Mình vẫn cũng thích cái loại mẫu mã này. Da chăn nhá. À, nói chia sẻ cho các bạn biết là bạn ấy xem cái cây cây này, mình chụp cho ngoại hình cây này và bạn nhìn thấy da chăn, bạn bảo là anh ơi có thay được bằng cái loại khác không, bằng thay được bằng nhựa hay là cái gì không, em nhìn da rắn thì em thấy ghê ghê. Thì mình cũng phải xin lạy cái bạn là đã biết là mua đàn nhị, đã tìm hiểu về đàn nhị rồi mà không biết là cái ngàn đời nay, từ bao đời nay, từ hàng ngàn năm lịch sử của Trung Hoa, họ đã cái mẫu mã cái cây đàn nó đã như thế này rồi, nó toàn thân là gỗ, vưng mặt ra là da chăn, thế mà còn không biết nữa thì đúng là chịu chết đấy. Nên các bạn tìm hiểu đàn nhị về tìm hiểu cho kỹ rồi nhá, đừng lơ tơ mơ như thế là hỏng ấy. Cùng lắm là nó chỉ có về Việt Nam, Việt Nam mình mới bưng ra kỳ đà thôi. Chứ còn Trung Quốc là 100% là da chăn hết. Không có ai bưng ra kỳ đà cả. Phải nói là cái vân gỗ nó nhìn thích lắm các bạn. Nhìn nó đẹp. Nhìn này. Cầm cái cây đàn mà mình cảm thấy là nếu mà ai có vợ rồi có khi còn yêu đàn hơn cả yêu vợ. Tôi thì tôi chưa có vợ nên là chắc là tôi sẽ yêu vợ hơn yêu đàn. Nói chung là đẹp. Đây cái trên đầu nó đây và cái tay vặn. Rồi, bây giờ để tôi bôi nhựa thông vào cái vĩ này cho nó. Không biết là có nhựa thông chưa? Chưa có bạn, chưa có các bạn, để tôi bôi nhựa thông đấy nhá. Đập hộp mới toanh luôn đấy.
Các bạn cố gắng trà thật kỹ rồi nhé. Khi đàn, nếu mà các bạn mua ở cơ sở khác ấy, thì thường thì là sẽ không không được người ta lắp lắp đặt sẵn cho mình như này ấy. Thì các bạn cố gắng là nếu mà mở ra thì các bạn đấy là cứ 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 bắt chước mình làm cái bước lắp đặt như thế nhé. Đầu tiên là bôi nhựa thông vào vĩ đã, cứ bôi ở ngoài này cho nó, bôi hai mặt nhá. Mặt trong mặt ngoài bôi thật thật nhiều vào. Bôi làm sao mà cái bụi nhựa thông nó ra mà các bạn phải ho ấy thì lúc đấy mới được. Ngửi à, kiểu mình bôi thế này mà cái bụi nó bung ra mình hít phải mà nó khiến mình phát phải ho ấy, thì mới gọi là đủ. Ok, mình theo kinh nghiệm 20 năm chơi đàn của mình thì mình thế thế này là được rồi. Các bạn chú ý nhá. Tiện thể mình vừa review cho các bạn xem cây đàn và mình hướng dẫn các bạn mới cách lắp đặt luôn, bởi vì là có nhiều bạn có thể là chưa biết đến mình ấy, thì các bạn có thể đặt hàng ở nơi khác thì nơi đó người ta không không lắp sẵn cho các bạn ấy, thì về các bạn nó rất là khó khăn, nên là tiện thể xem video này các bạn cũng biết được thêm kinh nghiệm lắp lắp đàn luôn. Có nghĩa là cây cây đàn này nó đang chưa có ngựa nha, chưa có ngựa này, cái con ngựa ấy là cái con nó để ở đây này, chưa có ngựa nên là bây giờ chúng ta phải lắp ngựa vào thì nó mới kêu được đó. Chi tiết rất nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ là một cái gì đấy. Đây, đây là con ngựa này. Đấy, con ngựa. Chúng ta cứ cho vào giữa hai dây rồi ở trên con ngựa này. Nó có cái rãnh, nó có hai cái rãnh nhỏ ấy, thì là chúng ta cho nó vào hai cái dây, nó sẽ đi vào cái hai cái rãnh này thôi. Còn trong trong đấy nó có một cái miếng vải này này. Thì cái miếng vải này là các bạn cuốn vào như này. Các bạn cuốn nó vào như này. Đấy, các bạn cuốn như này này. Xong các bạn cho nó vào dưới, bên dưới con ngựa nhá. Bên bên đút vào cái khe này này. Đây là con ngựa này. Ở đây nó có một cái khe cái dây bắc quang này thì các bạn đút đút dưới con ngựa này. Đấy. Đút dưới con ngựa như thế. Và bây giờ chúng ta lắp vĩ vào. Các bạn mở ở đây ra nhé. Đây, đằng này là nó có cái chốt vặn này. Các bạn vặn này. Đẩy và đẩy, đập nó đẩy về phía này để cho trùng cái vĩ ra như này. Rồi, xong bắt đầu là cái vĩ này nó là vĩ xịn đấy, nên là các bạn có thể tháo ở đây ra được luôn. Còn những cái vĩ đểu ấy thì các bạn phải tháo hẳn ra, nhưng mà đây cái vĩ này nó vĩ xịn rồi thì các bạn chỉ cần tháo đây thôi. Đấy, chúng ta sẽ cầm cái đàn lên. Chúng ta cầm cái đàn lên và tháo cái này ra này. Đấy, xong chúng ta cho vào giữa hai dây đàn. Và chúng ta vặn nó căng căng cái vĩ lên. Và sau đó chúng ta lên dây. Lên dây là chúng ta vặn này. Đấy,
âm thanh cây này thì nói chung là rất là được. Nó cũng thuộc dạng là loại dùng để đi biểu diễn, dành cho dân chuyên nghiệp đi biểu diễn được rồi. Bạn vị khách này của mình là đang ở bên Nhật nên là mình sẽ test một bài Nhật. Sẽ test một bài Nhật cho bạn ấy nghe. Bài bài này đó chính là bài Lâu đài trên mây, nhạc Nhật Bản. Rồi một đoạn thế thôi. À, bài bài tiếp theo nhạc Nhật nữa đó đó là bài gì nhỉ? À, bài đây mình cứ kéo xong các bạn comment tên phía dưới nhá. À, vì bạn này ấy, là bạn ấy mới mới bắt đầu tiếp xúc với đàn nhị đến đến mức mà không biết gì về đàn nhị đến mức mà còn bảo là cái mặt da này thay bằng da khác được không chứ da rắn thì em nhìn em sợ thì đấy thì nên là bạn ấy có yêu cầu tớ dán nốt sẵn cho các bạn cho bạn ý. Ok, bây giờ tiếp theo là đến công đoạn cuối cùng là mình sẽ dán nốt cho bạn ấy thôi. Thế là hoàn thành xong quy trình test đàn của mình. Đấy, các bạn nào mà ở nước ngoài thì yên tâm nhé. Các bạn ở nước ngoài, bất kể nước nào, tất cả các quốc gia trên trái đất này thì mình đều có thể ship được đàn nhé. Chỉ vấn đề là tùy nơi thôi, ví dụ như ở những nơi xa thì tiền ship nó hơi đắt tí. Còn những cái nước như nước Nhật, những nước quanh châu Á như Nhật, Trung, Hàn này thì nó cũng không cao lắm đâu các bạn ạ. Nên là các bạn mà người Việt Nam hoặc là người nước ngoài mà
Yêu thích đàn nhị mà cứ nghĩ đừng đừng có nghĩ là không gửi được mà lại bỏ lỡ mất một cái niềm đam mê của mình nhé. Các bạn đam mê cứ kết bạn Zalo, Facebook với mình hoặc là comment đấy, mình để thông tin Zalo ở trên trên video này của mình nhé. Các bạn kết bạn vào xong bắt đầu là muốn gửi đi nước nào là mình gửi đi được. Bây giờ thế giới nó hiện đại rồi mà. Việt Nam mình thì lại là đấy, nền kinh tế đang được rất các nước rất là chào đón hỗ trợ nên là Việt Nam mình đi đâu cũng được. Rồi, mình đã dán xong nốt nhạc cho cây đàn này rồi. Cũng đơn giản thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi và đặc biệt là chủ nhân của cây đàn này. Nếu mà khi nào mà em nhận được ở bên Nhật Bản, sang đến nơi Nhật Bản mà em nhận được thì comment phía phía dưới cho anh nhé. Chúc em sớm nhận được cây đàn và học được, chinh phục được cây đàn này. Xin chào.